tiếp tục là một phiên tăng điểm nữa của thị trường kết phiên ngày 19 tháng 9 thanh khoản 14.285 điểm tăng 6,37 điểm lên 1.271 điểm thị trường có đến 240 mã tăng điểm không năm mã tăng trần thì kịch bản của vien thì tôi đã chia sẻ mọi người rất là kỹ trong nhóm cũng như là trên youtube rồi đấy thì có chia sẻ mọi người là vien khả năng sẽ đánh giống cái giai đoạn mà 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 tháng 12 của năm 2022 cái giai đoạn mà khi mà kiệt vôn, đấy sau một quá trình tăng mạnh nếu kiệt vôn thì nó sẽ dễ là tăng đấy các bạn nhìn thấy rất là giống cái giai đoạn hai tháng 12 của năm 2022 đây giai đoạn này đấy, tôi chia sẻ mọi người rất là kỹ đúng không đấy, bảo là à, khả năng sẽ đánh giống cái giai đoạn mà 26 tháng 12 thì sau một phiên giảm về luôn cái vùng hỗ trợ thì cái nhịp như vừa rồi cũng thế không? Giảm một phiên hơn 12 điểm và về luôn cái vùng hỗ trợ và bắt đầu tăng dựng đứng luôn. Đấy, ba phiên liên tiếp mọi người nhá, lưu ý đã ba phiên liên tiếp. Và khối lượng thấp mọi người nhá, khối lượng thấp. Tôi có chia sẻ với mọi người là về với cái form MACD cũng như là cái khối lượng của thị trường là giảm nhẹ không không có vấn đề gì đâu. Đấy, cái chuyện mà hồi phục rất là nhanh. Đấy. các bạn thấy không? Này giảm này, khối lượng này rất thấp và về luôn vùng hỗ trợ. này là về luôn vùng hỗ trợ cứng. Đấy thì nó bật tăng ba phiên liên tiếp. Đấy. Đó, bật tăng 3 phiên tiếp và về cái vùng mây hỗ trợ mọi người nhá mây ngang là mây hỗ trợ MACD thì mới có một đỉnh đó về mặt phân tích kỹ thuật tôi chia sẻ mọi người rất là kỹ rồi kịch bản rồi nếu mà ai mà Uh, còn bán với phiên ngày 16 tháng 9 nữa thì, thì đúng bán đúng đáy luôn không, bán đúng đáy luôn nhưng mà nếu mà ai mà đầu tư theo phong cách chuyên nghiệp đó, thì người ta thấy biểu hiện của thị trường ổn rồi à, chui vào mây xong vượt lại mây người ta tham gia người ta mua mưa lại cũng là một cách rất là tốt mọi người nhé cũng là một cách rất là tốt cho nên mỗi một người một quan điểm không nhất thiết phải là uh, giống nhau đâu đôi khi người ta quản trị rủi ro người ta bán xong rồi người ta thấy thị trường ổn ổn người ta quay trở lại người ta mua lại ngay nhá lưu ý phải luôn mua lại ngay tránh trường hợp mà các bạn bán xong à, mà các bạn ngại ngại các bạn không mua lại là các bạn có thể uh, lỡ mất cơn sóng luôn đấy thì uh, tuần này tôi có chia sẻ với mọi người là cũng là một tuần rất là quan trọng khi mà uh, chát tuần oh, chát tuần thì lấy lại mười mươi là cái điều rất là quan trọng đấy lấy lại mười mươi để giữ lại cái xu hướng tăng cho chung và dài hạn của của, của vnx thì MACD nếu tuần này mà kết phiên xanh thì sẽ có xu hướng tuần sau cắt lên sẽ tạo 10 à, hai đáy tuần đúng không? kéo lên rất là đẹp chát tháng mọi người nhé các bạn lưu ý chát tháng và tích lũy thêm một tháng này nữa ở trên mây thì tháng sau lổ là dễ lắm đấy, tháng sau lổ là lên 1.300 1.400 rất là dễ đấy thì cho các bạn lưu ý à, thị trường thế giới cũng đang rất là đẹp đúng không? thị trường thế giới này các bạn nhìn nasdaq tăng 2,14% tăng rất là mạnh đúng không Jones tăng 1,16% và 500 tăng 1,59%. Thị trường thế giới thì nó phản ứng với tin thì rất là tích cực. Đúng không? Thị trường mình thì đánh giá là như này nó gọi là yếu đấy, nhưng mà các bạn nhìn về từng cổ phiếu thì ngày mai nhiều khả năng là những cái cổ phiếu mà chưa tăng đủ biên thì nó sẽ tăng thôi. Cho nên cái giai đoạn này là những cái cổ phiếu nào còn giữ địa hồi và còn 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 biên tăng là các bạn cứ cầm thôi, tránh trường hợp các bạn bán bò đấy tối ích cương và cứ mua mua bán bán đấy các bạn nhìn những cổ phiếu như KBC đùng cái nó đổ, đổ tăng gần trần luôn. Đấy rất là nhiều cổ phiếu nó tăng mạnh Đấy, cho nên là đôi khi mà các bạn mà 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 bán đi cái mà các bạn không chịu uh, quay trở lại mua là các bạn mất hàng ngay và nó tăng rất là nhanh đúng không? tăng rất là nhanh đấy, thị trường thế giới xanh mướt này hàn sen tăng hai phần trăm tăng rất là mạnh thị trường châu âu cũng đang tăng rất mạnh đấy khối ngoại và tự doanh thì liên tục mua dòng đấy, khối ngoại thì hôm nay tiếp tục mua dòng hơn 471 tỷ ba phiên liên tiếp mua dòng của khối ngoại đấy thì tập trung mua rất là nhiều dòng chứng khoán và bất động sản đấy tự doanh tự doanh cũng mua dòng hơn 108 tỷ cho phiên ngày hôm nay ok đi sâu vào phân tích các mã để xem thị trường của mình xấu tốt ra xa vào mọi người like nhé like cho vui đấy thì có chia sẻ mọi người là với cái form macd mới một đỉnh này thì không việc gì phải lo đâu thứ nhất là cái form của macd thứ hai là cái thế mây đoàn thế, thế mây thế mây cái về vùng mây hỗ trợ chi này kiểu dính bật lên à, kiểu dính bật lên thế nhưng giai đoạn này thì tôi tại sao tôi khá là tự tin khi mà nó có, sẽ bật hồi bởi vì là thứ nhất là Uh, đang giữ được mẫu hình VCB trung hạn này nếu mà mất cái cái VCB này thì thôi coi như đi luôn coi như là mất cả xu hướng cho dài hạn luôn mọi người nhé mất cả xu hướng cho dài hạn luôn cho nên cái chuyện mà vùng mấy hỗ trợ này nó chuyện bật hồi rất là tỷ lệ rất là cao và cái nhịp giảm gần đây là nhịp giảm không vốn khối lượng rất là thấp thậm chí là có những cái phiên giảm điểm mà khối lượng thấp nhất trong vòng hơn một năm trở lại đây đúng không? có cái phiên ngày ngày 12 tháng 9 đúng không cái phiên viên thanh khoản có mười nghìn mười mười nghìn tỷ đấy, thành thanh khoản hơn mười nghìn tỷ thấp nhất trong hơn một năm trở lại đây mọi người nhé đấy thì, giảm về vốn thấp và khi về vùng hỗ trợ là bật rất là mạnh đúng không? có một phiên pha đến đảo chiều ngày 17 tháng 9 luôn đấy thì thì thị trường bây giờ đang trong quá trình xử lý cản đúng không? rất là tốt hôm qua thậm chí là xử lý cản với khối, khối lượng lớn về cái form MACD thì các bạn lưu ý là khi mà nó cắt xuống này thì nó mới có một đỉnh thì thường sẽ cắt lên nếu mà nguy hiểm nhé xấu nhá, nó sẽ tạo vắt lên rồi nó tạo phân kỳ âm nó mới chết chứ còn còn chưa chết được nhưng mà cái thế mây này thì thế mây là thế mây tích lũy tôi nghĩ là nếu mà nhịp này có điều chỉnh thì chắc về quanh quanh vùng một nghìn chẳng hạn đấy thậm chí là nhịp này nó có thể là ngày mai nó với thị trường thế giới nó tích cực và khối ngoại tự doanh mua dòng mạnh này ngày mai bứt đánh bứt thoát lên luôn nhưng nó vượt qua mười luôn Thật, hôm nay là vượt qua mãi mươi rồi mọi người nhá hôm nay là đóng cửa cao nhất phiên à, vượt qua mãi mươi rồi đấy vượt qua mãi mươi rồi là một yếu tố rất là tích cực cho ngày mai những nhà đầu tư mà đánh theo trường phái mãi mươi là người sẽ tự tin người ta rảnh ngân hơn bởi nhiều cổ phiếu tôi đánh giá chưa chạy đủ biên đâu dư địa của nó vẫn, vẫn còn rất là nhiều đấy, nhịp này hồi đầu tiên này thì có dòng chứng khoán và bất động sản hồi rất là mạnh đặc biệt là những cái cổ phiếu như phát đạt chẳng hạn đấy, phát đạt hồi rất mạnh kbc cũng hồi rất là tốt Đấy, ok đi vào phân tích cổ phiếu nhé mọi người nhá đầu tiên là bất động sản đi DG à, DG thì biên hồi vẫn còn nhưng mà nhịp đầu tiên thì khả năng là lên được quanh quanh vùng tầm 24 Đấy, quanh quanh vùng 24 đã bởi vì cái thế mây cũng như là cái uh, xu hướng của DG thì tôi đánh giá sẽ không hồi phục được quá mạnh cho cái nhịp này đâu Nên cho nên là mục tiêu đầu tiên là quanh quanh vùng 24 25 quanh quanh vùng đó phát đạt phát đạt thì cái tôi có chia sẻ với mọi người rồi tại sao con này là cái form nó đẹp và khỏe nhất của 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 dòng bất động sản bởi vì nhìn cái form ACD và, và, cái thế, thế thế của nó và các bạn xem lại video ngày 17 tháng 9 tôi có chia sẻ với mọi người về cái thế của của phát đạt đúng không có điều chỉnh các bạn tham gia các bạn mua được bởi vì, vì cái thế của nó phải tích lũy nó giữ được cái bên, biên tích lũy mọi người nhá giữ được cái biên tích lũy thì cái chuyện mà 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 nó khỏe hơn dòng là chuyện rất bình thường thôi, à, chuyện rất bình thường thôi. Hôm bây giờ bắt đầu chui qua mây rồi, nó sẽ tái tích lũy và xử lý cảng dần dần dần, rồi nó sẽ đi lên rồi này. Cái form này dòng tiền vào rất là mạnh, MACD bắt đầu vắt lên rất là đẹp rồi, à, bắt đầu có xu hướng là tái tích lũy và tạo một trận mới. Nên cái chuyện mà điều chỉnh tầm hai ba phần trăm chuyện rất bình thường. Bây giờ nó chui qua mây rồi mọi người nhé, thì cái chuyện mà nó rung rũ tích lũy ở trong mây của tầm một hai nhịp xong rồi đi lên tiếp là chuyện rất bình thường, dòng tiền tốt nhé, dòng tiền vào rất là đẹp. Chát giờ chát cày thì đang rất là ổn, không có vi phạm bất kỳ điều gì. Chát tuần thì tuần này thì cũng bắt đầu có xu hướng là test mai 20 tuần, Chát không? Chắc tháng thì thì vẫn đang đánh trên, 20 và đang tăng tích lũy rất là tốt nhá. Đấy, phát đạt thì vẫn đang ổn. Giữ thì được mọi người nhé, tránh trường hợp mà các bạn lỗ ngắn hạn thì các bạn nếu tham gia các bạn thích các bạn mua thì các bạn có thể canh những cái nhịp rung lắc của nó điều chỉnh tầm 23% các bạn vào các bạn mua cũng được hoặc là các bạn chọn những cái cổ phiếu mà biên hồi trước chưa, 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 nhiều ví dụ như nam kim chẳng hạn đấy các bạn nhìn cái form của nam kim này mô hình đáy một này đáy hai đáy ba này cái form này thì dòng tiền mới vào dòng tiền hôm nay bắt đầu vào nam kim rất là tốt này hôm nay khối lượng dòng tiền cải thiện này đấy, nếu mà đúng theo uh, kịch bản là ngày mai bứt đấy bởi vì hôm nay là tại sao lại bị rút dù đầu rụt cổ này là bởi vì gặp cái vùng gáp gáp vùng hai thì hôm nay lên đúng hai mốt bắt đầu là là bị rụt đầu rụt cổ đấy đúng không nhưng mà các bạn lưu ý là gáp gáp là cái vùng kháng cự gọi là vùng kháng cự ngắn hạn thôi không có gì gì quá, quá lo lắng với cái form như này thì tôi đánh giá là sẽ hướng là sẽ đi lên nhé hoàn toàn ngày mai có thể tiếp tục tăng tiếp nhé bởi vì hôm nay là lấp được cái gáp rồi lấp được gáp thì rụt đầu rụt cổ như này thì thì là cũng là bình thường không vấn đề gì cả bởi vì là lấp gáp điều chỉnh là chuyện luôn thì nó điều chỉnh luôn trong phiên đúng không? điều chỉnh luôn trong phiên thì ngày mai cái chuyện mà con này nó bùng nổ tiếp là chuyện rất bình thường nhé biên hồi vẫn còn rất là nhiều nhé biên hồi còn rất là nhiều về mặt nhé, về mặt lãi suất, hạ lãi suất, Fed hạ lãi suất thì những cái yếu tố liên quan đến lãi suất thì ông bất động sản và ông thép là hai ông uh, hưởng lợi đầu tiên, thường nhé, trong rất là nhiều năm trở lại đây đánh đầu tư chứng khoán thì các bạn biết là khi mà mỗi lần hạ lãi suất, mà lãi suất lãi suất ở mức thấp thì thường là đội sản xuất và đội bất động sản, bất động sản là nhạy cảm nhất, không hay, hay tăng nhất, sau đó đến um, uh, uh, thép, tôi tôi để ý như vậy ngoài ra thì có những cái dòng như dòng chứng khoán thì nó luận thuận theo thị trường mà. dòng chứng khoán thuận theo thị trường thì nó hay có xu nó tăng thậm chí là tăng trước cả những cái lúc tin ra cơ đấy cho nên là những cái cổ phiếu như nam kim này các bạn cầm thôi bây giờ nó vượt qua mây chát giờ này đấy vượt qua mây chát giờ này. nó xử lý cả một hai nhịp ví dụ ngày mai có thể là nó nó đỏ đỏ nhẹ trong phiên xong rồi đổ kiểu chiều nó mới kéo chẳng hạn thậm chí là ngày mai nó kéo luôn bởi vì hôm nay dòng tiền vào mà mọi người dòng tiền vào nó cho những nhà đầu tư kẹt kẹt trên vùng này là nó cho bán hết đi, các ông cho bán hết đi và kết phiên đánh trên 20. Đấy. Đấy, hoa sen thì cũng nó hoa sen thì thì cũng được nhưng mà form form của hoa sen nó yếu hơn nam kim rất nhiều. Form này thì form còn chưa phá được cái xu hướng giảm điểm. Đấy, form này thì tôi gọi là nếu mà tăng thì tăng ăn theo của nam kim nhưng mà cũng ổn, nhưng mà cũng tăng đấy, form hồi thì vẫn biên vẫn hồi vẫn còn bây giờ có ông hòa phát là ông form yếu nhất bởi vì ông thứ nhất là nến đỏ nhiều thứ hai là ông đánh dưới mai mươi người kháng cự dày quá và xử lý cả nó mất nhiều thời gian và dòng tiền nó không có xu hướng xử lý cả các bạn nhìn nam kim nó xử lý cả nó hoành tráng luôn đấy, khối lượng nó lớn lại có nâng đáy ba nhé đáy một đáy hai đáy, ba này đấy nâng lên đấy MACD bắt đầu ngày mai mới tăng thì bắt đầu nó mở phân kỳ phân kỳ dương lên chát giờ thì phân kỳ dương rồi đấy, xem chát tuần nữa tuần thì ít nhất là ăn được cái quả sóng hồi ví dụ test được cái mây đỏ đấy ít nhất là ăn được quả sóng hồi test lên mây đỏ sau thì khỏe khỏe hơn thì nó có thể là target lên vùng tầm 23 24 nha Ok để Nam Kim và Hoa Sen à, quay trở lại bất động sản đi đang phân tích bất động sản lại sang thép bởi vì có những cái mẫu hình mà tôi muốn nhắc nhở với mọi người nha. DG thì chắc là chỉ lên vùng vùng vùng, vùng quanh quanh vùng 24 25 thôi Đấy, DG phát đạt cái ổn DG đấy cũng cũng ổn oh, đang xử lý cả nhá đang xử lý cả cái mẫu hình của phát đạt là đẹp hơn DG đấy thì nó mới bị, bị mới nó bị gãy nền nền tích lũy này thì có khi nhá mà người có khi nó có phải có những nhịp test lại test lại hai ba phần trăm nó loằng hoằng lâu phết đấy, bởi vì cái vùng kháng cự này khá là mạnh đấy thì, nó phải mất thời gian xử lý cả đấy rồi CL này seo hôm nay test máy mươi cũng bị rụt đầu rụt cổ nhưng mà các bạn nhìn nó chui qua khỏi mây rồi chui qua khỏi mây là cái mây này là mây tích lũy và đến cái thời điểm mà cứ gom hàng với cái khối lượng nó lớn như này ấy, và tăng điểm đúng không Đó, cứ xử lý cản dần dần nó có những pha nó bứt thắt gọi là break ấy, một cái pha break ấy và, và và bước vào cái xu hướng tăng của nó bởi vì các bạn cái thế mây này thế mây bắt đầu tích lũy và xu hướng tăng tăng giá thế bao giờ nhá các bạn nếu mà bạn nào chắc bài bạn nào thật sự các bạn đang chắc bài cho lên hàng 17 cho lên hàng 17 các bạn mua là ăn một cái nhịp sóng tăng mạnh luôn còn của con xèo luôn con này mà lên 17 là nó xử lý cản xong cái vùng đó là kiểu dĩ vào sóng tăng mạnh luôn. Đấy. Nên thì mất khoảng tầm uh, nửa tháng nữa. Đấy, các bạn nhìn này cái form acd này tôi nghĩ là cũng phải nửa tháng nữa bởi vì cái thế mới tích lũy này. Nó lên xong rồi nó giảm lên xong giảm xong nâng đáy dần nâng đáy dần. Các bạn cái nâng đáy của nó khả năng là sẽ tạo ba đáy gọi là ba đáy ba um, đáy chung ba 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 đáy ngắn hạn này các bạn gọi ba đáy trung hạn được. Đấy nó tích lũy nền này. Đấy, này đầu tiên là nền một này rất là ký rồi nhá tích rất chặt và bứt lên này, này. Đấy, nền hai nâng nhá nền hai nâng này nó làm quả nền ba nữa thì cái nền ba của nó sẽ là cái một cái nền mà đánh trên mây và đánh trên bảy mươi và xử lý cản xong vùng 17 và bước vào sóng tăng chính luôn đấy thì cái nhịp này nhịp tạo nền hai thì các bạn có thể là kiên nhẫn các bạn đợi cái quả mà nó lên khoảng 17 các bạn vào cũng được đấy mới lên hẳn mười vào cũng được còn không thì các bạn thích thì các bạn cứ gom dần thôi tôi đánh giá định giá rẻ và cái kiểu mà nâng đáy trung hạn như này thì nó cứ xử lý cạn xong chả biết lúc nào chạy đâu các bạn này khối lượng này khối lượng ở vùng đáy mà toàn là vốn vốn xanh mua đúng không? toàn vốn xanh mua Đấy, cho nên là mình đầu tư thì ông nào mà kén kén thì ông đợi thêm một phiên dòng tiền mạnh mẽ hơn nữa lên hẳn vùng 17 vì cái vùng này kháng cự nó cơ tương đối dài thì nó cũng phải mất thời gian nó lòng hoàng lòng hoàng quanh cái vùng này đúng. nhá mà đợi cái nhịp mà lên vùng 17 các bạn mua được không thiết phải mua sớm đâu mua tranh bây giờ thì đã tranh rồi người ta rồi về tranh khoảng tầm ba bốn nữa, Chả vấn đề gì cả, đúng không? Còn về mặt phân tích kỹ thuật thì tất nhiên là phát đạt tăng đẹp nhất nha, phát đạt ở từ chuông mây và từ giữ cái vùng nền. Bây giờ là xử lý cản trên luôn rồi, là xử lý cản trên. Nữa. Nếu mà bất động sản nó có nhịp tăng thì phát đạt nó dễ tăng mạnh hơn so với những cổ phiếu khác. Về mặt gọi là cơ bản, phân tích cơ bản thì phát đạt nó cũng đẹp hơn, đó. cũng ok hơn. HDC này, đấy, Bình thường, ông này vẫn đang xử lý cả. Và dòng tiền các bạn chú ý nhé cùng một mẫu hình nhưng mà nếu mà cổ phiếu nào mà dòng tiền nó hút vào hơn hút vào hơn là xử lý cản trong quá trình nó xử lý cản thì các bạn sẽ thấy là dòng tiền nó xương xu hướng nó sẽ hút vào hơn ví dụ như kiểu là đối với dòng thép chẳng hạn về mặt mẫu hình hay là phân tích kỹ thuật thì nam kim nó đang đẹp hơn so với hoa sen và hoa phát bây giờ nhé bây giờ đang đẹp hơn có thể là khoảng một tuần nữa thì ví dụ hoa sen nó, nó, xử lý cản xong thì hoàn toàn nó có thể là những cái form có thể form chạy sau và nhiều khi chạy sau có tăng mạnh hơn nhưng mà với hiện tại thì nam kim đang là đẹp nhất so với hoa, hoa sen và hoa phát đấy thì nếu mà dễ tăng thì nam kim đã dễ tăng hơn và nó đang hút tiền đấy. Và bất động sản thì cũng vậy đang đế gờ, phát đạt đang đẹp hơn Loveland thì thì nếu mà tôi đánh giá thì Loveland nếu, nếu dịp này thì chắc thì test 120 thôi nếu mà có khỏe lắm thì sẽ test 120 là vì kháng cự dày như thế này mới mới gãy Đó, test khỏe thì test 120 Đó. không thì chắc là chỉ lên được lại cái quanh quanh vầm, uh, vùng vùng hai 12 50 đấy. quanh quanh vùng năm mươi để cái form này thì đánh lại tương đối lâu Đó, form này đánh lại tương đối lâu đánh ngoại khoảng mất tầm nửa tháng mà nếu mà nhé nếu mà khi mà người ta là nộp một cái báo cáo tài chính đấy, công bố thông tin này, này và hợp nhất soát uh, xét bản niên mà người ta công bố cái đấy thì các bạn tự tin các bạn mua luôn bởi vì định giá nó rất là rẻ và nó có công bố thông tin này thì các bạn thậm chí các bạn nếu mà nó có tăng mạnh các bạn đua luôn bởi vì là nhịp này giảm là do bị cái chậm đấy còn về nhá về về cơ bản nó đang rất là nhiều những cái thông tin tích cực dần ở cái vùng đáy rồi còn khi mà ra cái thông tin mà nộp thì thậm chí các bạn đua trần cũng được nếu mà bao giờ ra cái Uh, công bố thông tin vào các tài chính này thì các bạn nếu mà tăng các bạn đua trần cũng ăn nha yeah, đua trần ăn lúc đấy thì nó sẽ tạo cái mẫu hình nền tảng gom hàng xong rồi bắt đầu là nâng đáy trung hạn đẹp lắm nhưng mà tốt nhất là nên các bạn đợi cái công bố thông tin yeah. nhá công bố thông tin vào các tài chính thì các bạn vào được yeah, yeah. low tạm thời thì mình nên chọn những cái cổ phiếu khác tiềm năng hơn là cơ bản nó tốt hơn chút ok sang dòng bất động sản và dòng thép à, đến dòng um, Chứng khoán đi nhá, FTS. Đấy, FTS vẫn ổn thôi. Nhưng mà tôi có chia sẻ với mọi người là tôi nghĩ là FTS chắc chỉ lên vùng uh, 47 thôi. 47 tôi kháng cự ở dày quá. Bây giờ là hết cái nhịp tăng tốc của nó rồi. Tôi đánh giá là FTS hết cái nhịp tăng tốc rồi. Vậy cầm thì cầm thôi nhá, cầm thì được. Còn bạn nào mà muốn lưu ý thì các bạn lưu ý những cái cổ phiếu như SSI này, đấy, SSI này biên còn rất là nhiều và dòng tiền có vẻ hút nhiều hơn. Đấy bắt đầu là các bạn nhìn nó đang đánh quanh quanh cái vùng uh, xử lý cản nhé và xử lý cản với cái khối lượng kiểu như này nó cứ đánh quanh 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 vùng này tầm một hai phiên là bứt cho nên là ví dụ như các bạn mà thích dòng chứng khoán chẳng hạn đấy ví dụ như nam kim test lại tầm một hai phần trăm đấy một hai phần trăm và test lại mười mươi các bạn mua được nhá test lại mười mười mươi mua được ví dụ nam kim mà à, ví dụ ssi mà test lại vùng quanh quanh vùng ba ba hai nhá ba hai là các bạn mua được nhá ssi lưu ý ssi test ba hai mua test ba hai mua được cái form này thì thì tôi đánh khá là nhiều lần rồi test 32 mua được VND VND cũng vậy nhưng mà form nó không đẹp bằng SSI SSI đẹp hơn mọi người nhá nhìn SSI nó vượt mây rồi vượt qua 120 rồi dòng tiền vào rất là đẹp khối ngoại cũng mua dòng rất nhiều người đang xử lý cản rồi cái form này thì form nó là tương đối là truyền thống rồi VCB rồi nó xử lý cản tầm 12 phiên là bắt đầu đi lên thôi. SSI nhá nếu có test lại vùng 32 thì các bạn cân nhắc các bạn mua SSI được VND thì biên cũng còn nhưng mà bây giờ đang mất thời gian xử lý cản SSS bình thường những cổ phiếu này thì cầm được MBS rồi cũng cũng form này thì giống SSI nhưng mà dòng tiền nhé dòng tiền tôi đánh giá là SSI đẹp hơn MBS SSI đấy các bạn nhìn thấy dòng tiền nó hút vào hai phiên liên tiếp khối lượng rất là lớn đấy như là cái nhịp này tại sao mà bị bán rụt đầu rụt cổ để gặp vùng kháng cự đấy, gặp vùng kháng cự cho nên nó bị như này cho nên là nhịp test lại đấy, có những cái nhịp rung rũ test lại các bạn tham gia các bạn mua được SSI VND rồi Uh, VCI 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 tôi chia sẻ với mọi người nếu mà test lại quanh quanh vùng 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 quanh quanh vùng, vùng, vùng 33 là tham gia mua được nhưng mà không test lại nó bây giờ nó tên 10 với những cổ phiếu này phải đợi test lại tôi bởi vì cái form SCD này thì hơi xấu Nên nó có thể là vắt lên nó test lại 10 10 10 test test 10 xong lại ngoặt xuống thôi nó sẽ ngoặt xuống Nên nó tạo hai đáy nâng rồi bắt đầu các bạn mua cũng được nha À, nhiều bạn nói VNX thì nó tương đối nhiều Khi nó tăng rồi thì nhiều bạn sẽ nhìn ra nhiều cái mẫu hình đẹp lắm Đấy, Nhưng mà tôi có chia sẻ với người là VNX thì cái form của nó đúng là cái form mà phải Xây lên mới một đỉnh và về những vùng hỗ trợ bật hồi là chuyện rất bình thường thôi Khối lượng thấp đó. Bây giờ các bạn khi tăng rồi các bạn nhìn này mẫu hình vai đầu vai ngược các thứ nhiều <laughs> vai đầu vai đó. Thật ra vai đầu vai ngược á, thì các bạn phải nhìn từ cái phiên ngày cái giai đoạn mà giai đoạn là 15 tháng 8 rồi 15 tháng 8 sau phiên cái đó là cái phiên bùng nổ theo đà là người ta vào là tại sao là như vậy là mẫu hình vai đầu vai này vai này đầu này vai ngược là ngược từ lúc này rồi chứ còn và các bạn tính ngược đây thì các bạn tính nó hơi buồn cười và nó lệch quá cái vai đầu vai đâu chỗ này nó rõ này đúng không nó rất là rõ Ê, cái vai phải à, vai trái là 24 tháng 7 này, vai phải là uh, 15 tháng 8. Đấy thì nó bật lên thì nó vai đầu vai ngược nó mới rõ mà nó cân. Nhưng mà các bạn nhìn từ đây ra đây mới bảo vai đầu vai. Đấy, nó cho nên tôi có chia sẻ với mọi người là phải nâng đáy, nó phải nâng đáy. Và cái vùng này là vùng quá nhiều vùng hỗ trợ này, thứ nhất là vừa là hỗ trợ về mây chi, thứ hai là hai 200 quá nhiều hỗ trợ này có vùng tích lũy này, gọi là vùng hỗ trợ những, những, những cái cây nến mà tích lũy ở trong một cái khu đó, này thì gọi là vùng hỗ trợ Đấy, giải thích thêm về mọi người về mặt phân tích kỹ thuật à, cho nên đầu tư thì cứ cứ cầm thôi ví dụ như hdg như bạn hỏi cầm thôi mọi người giai đoạn này là giai đoạn tôi đánh giá là nên cầm và và, và canh uh, một vài cổ phiếu điều chỉnh để mua thêm đấy hà đô thì uh, hà đô thì chát tuần thì bắt đầu là nếu mà tuần này mà kết phiên xanh thì cũng ổn đấy thì chát tháng chát tháng này thì nếu mà giữ được cái tháng mà quanh quanh cái vùng tầm 28-29 này thì rất dễ tháng sau con Hà Đô bay. Đấy. form này rất là dễ nếu mà giữ được cái tháng này quanh quanh cùng, vùng 28 29 thì Hà đô tháng sau bay rất là dễ bay đẹp hơn nữa kết cái, cái tháng tầm lên tầm 30 chẳng hạn thì thôi tháng sau lổ luôn Hà đồ test cùng là test 10 tháng rất là đẹp rồi bứt nền mà 10 tháng này đấy cái, cái 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 tháng tháng 5 là tháng uh, bứt đề đúng không xong rồi cái tháng 8 là tháng test 20 tháng này bắt đầu bùng nổ Đấy, tăng Đấy, thì, thì, rất là hợp lý cho Hà Đô Cầm thôi, các bạn nhìn cái chen trung hạn tháng thì Các bạn cứ tự tin, các bạn cầm Có việc gì phải có quá sợ nhé Hà Đô thì bây giờ đang hơi thiếu tiền thôi Nhưng mà nó cái kiểu đang gom hàng dần ấy. Mà gom hàng dần, nó đợi nhịp bùng nổ theo đà mà. À, Nhịp bùng nổ của cổ phiếu mà. Ok à, Đến dòng nào rồi? Dòng, là, dòng banh đi Chứng khoán này vậy mọi người nhé các bạn muốn hỏi mạng ngành nào bình luận ở dưới. Chứng khoán có HCM này, HCM Break này. Hôm nay còn tăng tiếp 1, 1,6%. Rất là khỏe. HCM cũng là những cái cổ phiếu các bạn quan tâm bởi vì thứ nhất là dòng tiền nó vào. Phân tích kỹ thuật thì quá là đẹp rồi. Break dòng tiền lớn mà Ngày mai dễ test, ngày có ông này thì ngày mai dễ test 1 2%. Đấy, xong rồi lại đi lên tiếp thôi. Đây là cái vùng hỗ trợ của nó. Các bạn thích uh, quanh quanh vùng 28, 29 mua được nhá. HCM. Banh đi, MBB. Ồ, nói chung cầm được dòng banh nói chung cứ cầm đi MSB này đấy các bạn cứ chú ý các bạn gom gom dần có MSB này được con này nó giữ được cái xu VCV đang trên mây này. nó cứ tà 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 tích lũy này cứ dần 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 nó đi lên thôi đấy. MSB này MBB VIB ổn hết nói chung là tôi thấy thấy chả gì, vấn đề gì VIB cũng được VIB các bạn mà đợi cho nó xử lý cả và dòng tiền nó hút vào các bạn bây giờ thì thiếu nhất của của những cái cổ phiếu dòng banh là thiếu dòng tiền đó dòng tiền bao giờ nó cũng có cái biểu hiện mà dòng tiền vào đấy các bạn tập trung các bạn vào cùng với dòng tiền thì nó sẽ hay hơn vì bây giờ đa số đang xử lý cả CTG vẫn đang thuộc vào dạng kinh trên này break đã thành công này đang xử lý cản giận trung hạn đấy, đang xử lý cả trung uh, dạ, hạn. hạn cầm thôi mọi người chưa vi phạm gì ngày mai có thể điều chỉnh chút không vấn đề gì cả BD bình thường form không đẹp BD này form này gọi là điều tiết chỉ số vì có banh cũng vậy nhìn các bạn nhìn tổng quan cả thị trường nó đang rất là ổn không có dòng nào gãy hay là xấu hay suy yếu cả. cho nên tôi đánh giá nếu mà các bạn mà uh, lưu ý những cái cổ phiếu như kiểu Nam Kim, Hoa Sen, ấy, nó phải chiết khấu sâu và cơ bản nó cũng tốt, đấy thì thì các bạn uh, có thể là các bạn cân nhắc. hòa phát thì form nó yếu quá thì thôi mình bỏ qua cũng được nhưng mà nhìn các bạn nhìn form kiểu như Nam Kim, Hoa Sen rất là ổn đặc biệt là Nam Kim. À, sang đầu tư công nhé, đầu tư công hôm nay cũng có một phiên xử lý cản từng đối tốt, dòng tiền ổn, à, HHV tiếp tục làm giữ được VCG này, 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 ổn Ông này có kháng cự cũng dài quá, thành ra là ông phải mất thời gian, nhưng mà bao giờ ông vượt mây, ấy, vượt mây chi thì tới ông chuyện với ông đấy Bắt đầu là MACD đáy một, này, đáy hai vắt lên, này. là cũng ổn đấy Cái kháng cự này dài quá nên không thể là một nhịp mà vượt qua được LCG thì cũng ổn này Đấy, LCG chu có mây rồi Thì nó form nó dễ đánh hơn Đấy, form dễ đánh hơn Chat giờ cũng cũng ổn Đấy, giờ cũng ổn Có khi những cái form kiểu LCG thứ này ngày mai tăng tiếp Đấy, LCG FCN là cũng được Đúng. Rồi, banh, trứng tép, dầu khí Dầu khí nhá, BLX này Bình thường, nói chung là những cái cổ phiếu này hồi chỉ để bán thôi BVC Đấy, hồi chỉ những cái cổ phiếu này thì phải đợi dòng tiền hôm nay dục dịch cũng có dòng tiền vào rồi nhưng mà form thì vẫn yếu chưa bứt được nền BVS cái cổ phiếu này giữ thôi nếu mà có chú ý chú ý dòng dầu khí các bạn chú ý BVD và BVC đợi vào có những cái cổ phiếu nó phá xung yếu Đấy, dòng tiền vào thì các bạn đầu tư được còn đâu là những cái cổ phiếu khác oi nói chung hồi chỉ để bán thôi BVD À, BBC br ví dụ như kiểu br ấy bùng nổ mà vượt qua mười thì thì bạn cân nhắc đều nó rất là dễ có cái chen trung hạn của nó đẹp nhìn chắc tháng là tương đối đẹp br chắc tuần cũng đẹp với cái với cái xu hướng tuần của br này thì tuần này là tuần ví dụ là tuần tích, tích lũy đấy, có lỗ thì lỗ tuần sau tuần sau br đấy test về nền này, này rút chân này đấy, cũng có độ Đấy, bây giờ tránh trường hợp nhé về các bạn đầu tư theo máy 10 chẳng hạn này các bạn test một hai ba phiên không thành công Đấy, các bạn đợi cho nó vượt hẳn lên vượt hẳn qua cái vùng 24 các bạn cân nhắc các bạn đầu tư Đấy, nó cho hẳn lên vùng 24 lúc đó là cái máy CD cắt lên thì nó sẽ mang tính chất an toàn hơn và dễ nổ hơn Đấy, dễ nổ hơn còn test máy 10 thành công nhiều quá à, test máy 10 mà rút đồ rụt khổ nhiều quá xong nó mà bị gãy cái vùng nền 22 7 này thì rất là rủi ro cái form này mọi người nhá chú ý nếu mà bạn nào đầu tư theo trend hay là phân tích kỹ thuật nó mà thủng mất vùng 227 thì các bạn phải bán được gãy mất nền tảng Đấy, vùng tích lũy là phải bán còn cứ đánh trên thì các bạn cứ cầm thôi cầm đợi đến khi mà mà có dòng tiền quay trở lại này, là nó dễ bứt bởi vì đang tích lũy trên mây rồi <laughs> sang một vài cổ phiếu khác đi DCM Đấy, DCM, DVM thì bình thường phải cầm được form này không được quá đẹp đi BEM thì đẹp hơn DCM đấy, DGC tôi thấy dòng tiền dạng này là nó đang hút vào những cái cổ phiếu như dòng bất động sản là một chứng khoán là hai đấy, hai cổ hai dòng mà tôi thấy hút tiền mạnh nhất đấy, bất động sản chứng khoán là hai có ngoài ra một vài cổ phiếu riêng lẻ của dòng banh hay là uh, của, 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 của của hôm nay thì có những cái cổ phiếu như dệt may chẳng hạn đấy, Gil Break một vài cổ phiếu nhỏ hôm nay thì cũng tương đối một vài cổ phiếu tăng tốt kbc cũng hút tiền tốt này Đấy, kbc này kbc tạo mô hình hai đáy rồi Đấy, nhưng mà đang trong mây đỏ thì cũng phải tích lũy mất một thời gian nhưng mà cái xu hướng dòng tiền ngày hôm nay là của kbc là xu hướng gom tiền trung hạn rồi chiết khấu cũng rất là sâu rồi Đấy, kbc chiết khấu cũng rất là sâu để gom tiền trung hạn và nó phá xu hướng giảm mọi người nhé phá xu hướng giảm rồi xóa phá mất xu hướng, phá xu hướng đỉnh sau tuần trước rồi hôm nay nó vượt qua cái vùng mà 2650 là vượt là phá xu hướng giảm rồi đấy, cho nên dòng tiền mới vào rất là tốt thì nó có rung rú test lại thì các bạn tham gia các bạn mua cũng được đấy kbc ừ, chả giờ cũng ổn thế này thì nó phải còn tích lũy dài nên các bạn thấy hôm nay không trần được bởi vì là gặp luôn cái vùng kháng cự mạnh này nên phải xử lý những cái ông này Thế nên là các bạn không việc gì phải vội đâu nhá các bạn cũng không việc gì phải vội đâu nó còn phải tích lũy tầm một tuần nữa Đấy, kbc tích lũy tầm một tuần nữa thì bắt đầu nó mới vào trận được của nó kbc chú ý được bởi vì, vì là dòng tiền nó hút vào mạnh như này thì các bạn phải nên chú ý thôi ở vùng đáy mà Đấy, nâng đáy này đáy một đáy hai người tạo đáy hai nâng thì bắt đầu nó tăng đáy một đáy hai trung hạn này test lại mấy mươi và vài phiên nó đi lên tiếp sang họ nhà Vin đi, Vic này, test máy 10 mấy lần không thành công nhưng mà xu hướng này xu hướng tăng nhé, xu hướng này là xu hướng tăng. Vin Home. xử lý cản rồi, đang tạo một cái biên tích lũy này, Nó, nó lên vùng cản tạo biên tích lũy 1 2 3 phiên rồi. Cứ dần dần nó đi lên tiếp. Cái xu hướng kiểu của Vin Home này thì các bạn cầm, bao giờ vi phạm xu hướng này thì các bạn bán, ví dụ bây giờ đáy một này, đáy hai này, đáy ba rồi. Đấy thì bao giờ nó vi phạm một cái xu hướng thứ nhất là của M20 thứ hai là SCD thì các bạn bán chứ còn bây giờ bán thì bán tù mù lắm Đấy, bán tù mù nó tăng nó giảm có thể là một hai phiên nó lại tăng tiếp cái các bạn bán những cái kiểu cổ phiếu theo trend này thì hạn chế tôi nghĩ là hạn chế bán bao giờ vi phạm cái xu hướng ấy, thì các bạn bán có thể các bạn nói là mô hình đỉnh một đỉnh hai nhưng mà các bạn nhìn nó form cd gì đâu nó gọi là đang xử lý cản thôi chứ không gọi là đỉnh một đỉnh hai nếu mà đây là những cái cổ phiếu mà gọi là dòng dẫn của thị trường dòng đỡ thị trường giai đoạn vừa rồi nó mất xu hướng có khi cả thị trường của mình cũng đi chứ đừng đừng đùa cho nên những cái cổ phiếu này tôi nghĩ là các bạn cầm được vre bắt đầu ông ấy dục dịch dục dịch dần dần nó sẽ chui qua mây chui qua mây chi thì nó sẽ khỏe hơn nếu mà đây xây là hai bốn sáu bảy phiên rồi tích nền bảy phiên Correct cái vùng uh, 17 à, 19 75 thì tôi nghĩ cũng rất là dễ có thể vào nhịp tăng tốt của về e yeah. vick về -E, hô xem nào thường tốt nhất là những cái form này tôi thì thường không không có cầm đâu, chỉ có bán chủ tịch đăng ký bán rồi này, yếu yếu mà sàn cũng vậy form yếu chưa phá được xuống quay nhá yeah. <laughs> Ok hôm nay phân tích vậy đi các bạn muốn hỏi mang ngành nào thì các bạn bình luận phía dưới tối sáng ngày mai mình sẽ trả mọi người những cổ phiếu các bạn chú ý ví dụ như dòng thép ví dụ nam kim chẳng hạn hay là những cái cổ phiếu rất là mô hình đẹp ví dụ như thế ai đấy những cái những cổ phiếu mà rung rũ test lại các bạn cân nhắc các bạn mua hoặc là một vài cổ phiếu banh các bạn có thể gom dần và đợi cái nhịp bùng nổ của nó thôi dòng banh có đặc thù của nó cứ đang tích lũy tích tiến đi lên dần tích tiến đi lên dần mà hút tiền nhất thì vẫn là bất động sản này chứng khoán đấy hai dòng mà hút tiền mạnh nhất bất động sản thì tăng đến cái vùng kháng cự mạnh thì mình không ưu tiên mua mới các bạn có thể đợi những cái nhịp điều chỉnh trong phiên thì các bạn tham gia các bạn mua được đấy thì còn đâu là hạn chế fomo fomo có thể các bạn lỗ ngắn hạn chút đấy về mặt vinex thì rất là tốt nhá ngày mai viên cuối tuần hy vọng là sẽ đóng đến xanh xanh nhẹ thôi cũng được để có một cái cái tuần nhá để có một cái tuần của vinex tốt đấy tuần tốt để tuần này là tuần lấy mai mươi mà đấy. lấy cả mười ngày và lấy cả mười tuần luôn Đấy, tỷ lệ mà lấy 10, 20 tuần thì rất là rõ rồi, chẳng nghe ngày mai lại giảm? nếu mà ngày mai mất 10, 20 tuần thì ngày mai phải giảm đến 10-15 điểm, không ít đâu. cho nên là tôi nghĩ rằng với cái xu hướng của thị trường chung thế giới đẹp như này thì khối ngoại tư doanh mua dòng này thì hy vọng sẽ là ngày mai sẽ một phiên xanh nhẹ rồi. Nữa. các cái dòng mà có thể tăng, ví dụ như dòng chứng khoán hay là dòng thép đấy có thể tăng tiếp nhé. OK, chúc mọi người buổi tôi vui vẻ, các bạn muốn tham gia. Đúng? dùng khuyến nghị và thích thị trường trong phiên thì các bạn lệ xì từ hai triệu trở lên yeah.